Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xúy cho những hành động xấu hoặc trái với thần phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, xin các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình quá những đầu quý nhất đây. Trước khi video bắt đầu, các bạn đừng quên rằng để lại cho mình một nút like nè, một nút đăng ký, một nút chia sẻ đây nha các bạn ơi. Và đừng quên like cho được tất cả mọi người cho mình. Vì xin tối đăng ký cho tất cả mọi người, thật cả mọi người đó nha các bạn ơi. À, và dạo này các bạn sao rồi? Không có được lì xì nhiều chưa cho tôi hả? Cái đồng nào hết. Thì mong sao anh em, Tết là bạn gái tôi Abi á, nó không xin tiền tôi là vui rồi các bạn chứ hả? Abi mà xin tiền tôi Tết là chắc tôi nghèo nát quá rồi. Mong sao. Trời ơi, anh em được lì xì bao nhiêu tiền rồi thì đừng quên bình luận phía dưới đó nha. Thôi mà ra ngoài. Ê. Gì vậy? What? Nó là cái gì vậy? Ôi. Ở đâu? Ê. Ôi, mày làm gì vậy tao cả? Ôi, ở đâu? Gì vậy? Gì? Rồi xong mất luôn rồi. Mày gặp của tao rồi. Ủa? Cái này để làm sức mạnh của tao. Bây giờ tao đã là một người có sức mạnh toàn năng OB rồi. Tao không chỉ mày đâu, không chỉ mày đâu. Ở đâu? Mày có sức mạnh gì vậy? Ở đâu? Không chỉ đâu, không chỉ đâu. Sức mạnh nổ nữa. Theo. Ai thấy nhỉ? Thì mày sao? Quay chậm lên. Lên. Quay. Có sức mạnh đó đâu ra cho tao mượn đi. Đây nè, nhưng mà không cho đâu. Bây giờ đưa tiền cho tao đi rồi tao cho lì xì đi, lì xì tao cho cái thuốc. Nhưng mà tao có tiền rồi. Chơi cho tao đi mà tôi gà. Bữa giờ tao không xin tiền liền. Cái vàng nhéo đó. À nghe thôi. Ở đâu? Dễ dàng như bay. Được rồi, để uống thử cái coi. Cái này, cái thuốc này nghe nói nó rất là OP. Gà nó cho mình luôn các bạn. Được. Tôi có thằng bạn tốt. OK. Ngầm. Ôi, mình bay được. Mình chọn sao nhiều vậy? À! Ủa, sao cái trái tim của mình? Oh no. Lêu con mèo ngu. Mày đã bị lừa rồi con, mày đã bị trái tim của mày tết. Lêu. Sao đi đây? Ủa, sao không trả lời mình đi? Ôi, alo. Ờ, trò thời quá tay rồi. Ôi, Dắt ơi, coi nè, có gì nè Dắt. Ôi, đưa bệnh nhân vô xe, vô cấp cứu nhanh lên. Bỏ vô. Đưa vô, ok, đi. Ôi. Chào bác sĩ Nhất. Chúc tôi đang có huyết áp cho người đây. Tôi xin chia tình buồn. Tôi nghĩ tôi không thể làm được gì. Tôi... Oh no. Ngồi luôn. Giờ sao Huy có trăn trối giận Huy nói thì tôi biết tao làm gì. Ừ, trong vài giờ phút giây giờ thôi Huy nó sẽ không còn nữa đâu. Bây giờ muốn gì thì hãy làm đi. Tôi đi đây, bác sĩ đi đây. Nhanh lên. Ôi Huy. Ê, làm gì vậy Huy? Huy. Nhân cách đâu. Anh lên, mày sắp hết giờ rồi con. Trăn trối hả? Tụi mày xây cho tao một cái căn nhà mà bằng tiền. Làm gì đó. Hết rồi mà cũng còn tham mà ta. Tiền đâu mà xây được rồi. Tao muốn thấy một cái căn nhà bằng tiền đầu tiên. Ok, đi xây thôi. Xây nhớ xây cho tao đó nha. Ok, đi cho tao. Ôi, nó đang xây kìa. Ôi giời ơi, tại cho nó lẹ đi nhá, hay là mình xây cái nhà tang lễ luôn cho nó dễ chứ. Cục tiền luôn đó trời. Nói nhiều chưa kìa. Không, nhưng mà không tham được, mình sẽ không tới lấy cái căn nhà đâu. Mình sẽ làm bẫy tròn cho nó trước. Quan tài luôn nhá. Nghe là thực tế nha. Mình đi xa vẫn nghe được nó. Được rồi, bây giờ ú có xe lên xe đi lên xe. Bây giờ mình sẽ qua nhà tụi nó để set up bẫy các bạn ơi. Dùng hết mấy cái này đi. Hồi lát được cũng hồi đến tự mất à. Bây giờ mình sẽ đào sâu xuống ở đây một cái đó. Phải ở trong sâu này nè các bạn đó. Được rồi, xong rồi tiếp tới là tôi sẽ gọi là lấy cái gỗ, cái cây này, cây này chính là cái cây huyền thoại luôn anh em ạ. Đó, tôi sẽ cầm này đặt đây, cầm bên đây đặt đây cái đó, làm một cái hang ở dưới. Xong rồi là anh em biết gì tôi sẽ làm gì dưới đây không? Tôi sẽ bắt đầu gọi là đặt mấy con gà, nhưng mà gà này không phải gà bình thường anh em, mà là gà ác. Gà siêu ác luôn, để có khi mà tôi gà rớt xuống đây là nó cắn. Ok, bắt đầu set up thêm rồi các bạn ơi. Vậy là xong. Ủa giời, sao chỗ này mấy cái đồ này vẫn còn vậy? Qua chỗ ở giữa này coi xem nó còn xây không. Mèo, để tôi biết tôi còn né anh đi mà, chứ không thôi nó trở về cái chỗ kia là chết đó nha. Đâu rồi, để ngó coi. Á đù, nó xây cái nhà gì vậy? Gà đây gà ơi. What the fuck. Làm cái ngôi mộ cái bên nó luôn.
Bữa này tính tế nha. Nó muốn mình chết sớm rồi nè. Tiền đang ngồi ngồi bằng tiền luôn. Ôi được, ôi được. Ok, mình sẽ xây cái bẫy bên đây một cái luôn. Nó dám vậy với mình đó anh em. Anh em thấy chưa? Làng có ai tươi tôi đâu. Thôi, bây giờ mình sẽ xây cái bẫy chưa? Để chơi. Đặt ở đây cái. Đặt ở đây cái nữa. Mình thôi qua. Thôi qua đây, qua đây. À, khi mà tụi nó đạp vô, một điều bất ngờ sẽ xảy ra anh em à. Đợi đi, để coi bây giờ trở về bệnh viện sớm không thôi tụi nó nghi ngờ mình là chết. Chết rồi, cái xe tôi để bên kia rồi, tôi quên mất anh em ơi. Trời ơi là trời. Không sao, không sao. Mình chạy, chạy qua chết. Dắt tới đưa nó đi ơi, đưa nó đi coi nè. Đi. Lên, nhanh. Chẳng không mày chết, là chết mày bây giờ. Xong chưa vậy, ai da, tụng đâu tới quay. Giờ. Bên kia. Ta là thằng đấy chết kìa. Ôi trời ơi, trời ơi chết tao. Ơi, 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 mình tỉnh lại, lái từ từ thôi nha. Chó này chết cho mình ngồi đây nè. Trời từ từ, lái từ từ thôi nha, lái từ từ thôi nha, tao sợ. Tội nguyện chưa? Cái đầu mày lúc trong này. Tội nguyện. Tội nguyện quá, tao được gửi 10 tiền cho căn nhà bằng tiền. Uầy, quay cũng nhiều quá nha. Coi gì mốt cái này. Ai? Tội nguyện có đặt đâu mà. Thở này, tao chửi chết. Nè, tao chết rồi. Mày đừng làm tao chửi nữa, tao bị mệt. À, tao muốn đi xung quanh làng, tham quan làng lần. Rồi. Trời ơi, đâu nhà gà gần hả? Dẫn qua coi. Đúng rồi, bây giờ mày qua nhà tao. Mày muốn qua coi nhà tao, đừng ghiền ngang, đừng chết ở đó ngang. Tao mất công tao làm nó tan mệt nha. Nó chùi mình chết hoài à. Ông nè, dạ con này hết chưa? Thôi rồi đi về. Không, tao muốn mày vô căn nhà để tao chụp một bức coi. Vô đi. Ok. Rồi. Vô nè, chụp nè. Đi xuống, phải đứng ở dưới. Lùi lại, chuẩn bị chụp nè, lùi lại, ai cho nhảy lên. Đi lên. Đùi lại. Đi xuống ơi, dắt đi xuống. Ok. Ôi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ủa tự nhiên nhà gà có cái gì kìa. Trời ơi, các chắc ơi, đỡ tôi lên. Tôi mệt quá chắc ơi. Ok, lên. Trời ơi, hơi là tôi thoát kịp đó. Bò lên kịp công tôi là con mấy con gà đó cặp một cái là chết luôn rồi. Còn con to gà đâu. Qua. Trời ơi, mày làm cái gì vậy ơi? Sao cái nhà tao? Ây da, cho tao tôi. Con mấy con gà gì vậy? Mày đâu? Sao ôi, biết không? Nãy giờ tao nằm ở bệnh viện, tao muốn bán sống bán chết đây nè. Cũng đúng. Thôi, coi nhà dắt đi nha, tao bị cái gì vậy? Trời ơi, coi nhà dắt đi. Nó tự động qua nhà dắt luôn, mình không kêu luôn. Tất nhà tao có mấy con gì đó đẻ con. Không biết nữa, chắc mày. Qua nhà tao có mấy con tại chỗ nha. Ôi! Sao bạn ngồi lên đầu tôi vậy? Trời ơi, chết chết rồi bạn chắc ơi. Nó bệnh ơi. Nó bệnh mà, nó phải bệnh đầu đâu. Mày bị điên à? Trời ơi. Ok. Ôi, chắc lần này cho tôi ngồi, tôi chụp hai người một bức trong một chỗ được không? Ok. Đặt cái camera ra đi. Rồi, được rồi, vô đi. Tôi muốn quay lại cảnh này. Thôi, được rồi. Hai người thật là đẹp đôi. Nói vậy. Ok, chuẩn bị nha. Mà lùi lại một xíu. Rồi, hết chỗ rồi. Mở cửa ra, lùi lại. Rồi. Ôi, gì vậy? Được chưa? Lùi đúng không? Lùi hai miếng nữa. Ủa, sao đóng cửa rồi? Hình như nó cái gì rồi sao? Cái gì vậy? Ơi, cứu, Không, sao nó cũng cắn tôi vậy? Ôi. Bài con cháu hóa người rồi. Thôi, mình chạy ra khỏi chỗ này trước các bạn. Thấy bẫy mình ghê chưa? Nhà dắt biến thành con cáo luôn á. Thôi chạy.
Ôi tại sao mình đi với thằng Huy mình toàn gặp mấy cái chuyện gì đó xui rủi không người ta. Nhà tôi thì có gà ác, nhà dắt thì biến thành con cáo luôn. Ôi, sao mày đẩy tao vậy? Giờ sao mày chữa giải lết coi. Hình như tao tao cảm giác như tao chuẩn bị ra đi mãi mãi rồi. Không, bệnh viện gì nữa, chết rồi mà mình đem vô chôn luôn rồi. Ê, nhưng mà tao muốn ở bệnh viện. Ủa, cái này tao sai với mày nè, mày đọc đi, đọc cái bản này. Chừng nào tao chết đi rồi bỏ vô, thằng chó này sao mày muốn tao vô vậy? Trời ơi, sao mà mày dắt rồi. Trời ơi, tao chửi, tanh sân của tao chỉ để chửi mày, tao đã tôi gà tí ơi. Mình nên nghĩ mình nên cho tụi nó cái gì tiếp theo ta. Âu, có cách rồi. Úi, từ từ. Abi nè, Abi ơi. Abi. Anh nghe Abi gì vậy? Nghe giọng này không hay là giọng của Abi. Thôi, mày dắt ơi cho tôi một chỗ riêng tư để có thể nói chuyện với Abi được không? Ok ok, Abi Abi. Nghe 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 nghe. Abi sắp đi chầu rồi. Ok bye bye. Ủa này. Hello anh. Chó này sẽ ngồi kế bên, nằm kế bên mình. Em à, không cần nằm với anh đâu. Chính ra đi. Không, em muốn nằm với anh à. Không, chó này. Sao nó giỡn anh ở quê của mình. Anh hơi thú em. Anh hơi thú em. Anh chưa tắm đâu à. Thì bữa đến giờ anh đâu có tắm được đâu. Anh bị nằm như thế này mà anh chỉ còn không quay không có một tim mà thôi. Tôi nghe anh. Anh còn chuyện cuối cùng muốn nói với em nè. Gì à? Chúng ta chia tay đi. Để mình đuổi thằng gà, để mình đuổi thằng gà đi chứ ở đây tức quá. Em kêu chắc vào đây cho anh. What? Vô liền. Chắc đâu rồi? Chắc à? Yeah. Hay bây giờ em hãy yêu chắc đi. Tại vì khi mà anh đã ra đi, em sẽ đau khổ vì anh lắm. Cho nên anh không muốn người con gái nào đau khổ vì anh cả. Cho nên em hãy quên anh đi và hãy quen một đứa mới đi, như là chắc nè. Hùng chắc đi em. Dụ được con gà rồi. Em muốn thì sao? Trời ông làm gì ơi, tự nhưng nhiên mà người ta tùy em thôi. Thôi ai lại đó đi. Wow. Giác ơi. Trời ơi trời. Ơi, ô Abi còn đây nè. Hay được rồi. Chạy là nó thì cười Giác ơi. Ủa, nãy giờ là mày giả Abi đó hả? Đúng rồi, tại tao tưởng mày xạo nên tao mới giả Abi. Ai ngờ mày nói thiệt vậy là mày sắp đi thì cả. Vậy là nụ hôn vừa rồi là nụ hôn nồng thấm hả? Đúng rồi, tao cũng muốn trả cho mày một cái nè. Đi sớm hơn chút không? Không, đừng làm ơn. Trời ơi, đùa ơi. À, và tôi còn một điều nữa. Bây giờ tôi cần nói chuyện riêng với hai người. Tôi sao? Có một ước nguyện cuối cùng, nhưng mà ước nguyện hơi xấu. Là ông hãy đi lấy cuốn nhật ký của thằng Tô Gà lại đem cho tôi. Ok. Ok. Rồi, ký à, đơn giản. Rồi, ok, con Tô Gà cho tôi luôn nha. Ê, gà vô gà, tôi hết chuyện rồi. Tôi có một chuyện hệ trọng muốn nói với mày. Mặc dù chuyện này nó rất là xấu. Nhưng mà thật sự tao muốn xem. Anh cầm nhật ký của thằng Jack đi. Ok, cả mày sắp chết đó. Tao cũng muốn đọc, mình đâu có gì, để tao đi lấy gặp. Ôi, lâu quá, ta chưa có tới được nữa. Gà tránh ra coi, đưa nó cái này nè. Tránh ra. Vậy, tránh ra tôi đưa nó trước. Nè. Tôi đưa trước. Ôi, nhật ký nè. Cái gì vậy? Sao người này đi ra. Trời ơi. Tránh ra. Trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Cái thứ mà tôi kêu đưa đây? Nè, nhật ký con gà nè. Ủa, nhật ký tôi gà. Nhật ký của tôi làm gì? Anh Will là cái gì? Ủa, Huy cũng kêu tôi đưa nhật ký của Jack. Để đọc trước nha. Nhật ký của Jack. Thằng gà là cái thằng ngu hơn thằng Huy. Không hiểu tại sao mọi người lại ghép mình với thằng gà non như nó. Á đồ. Nói gì vậy? Vậy đúng rồi. Ê mà đừng có đọc, sao không đọc ghê lớn vậy? Cái gì vậy á? Còn cái tôi gà sao? Jack hình như bị nôi nách. What? Mình đi chơi với Jack mà nghe mùi hơi kỳ, tưởng như thùng rác. Nhưng không sao, mình chịu được, hi hi. Hiểu kiểu gì? Cái gì vậy? Nhật ký kiểu gì vậy? Không? À, ra ngoài đánh lộn, ok, à, đù. Hello. À, dạ. Một thằng thì chửi bị ngu, còn một thằng thì chửi mình thúi.
giữ nó đuổi chứ, bất cười quá. Ôi tụi nó quýnh nhau. Ui rồi, chơi với tôi rồi. Cái gì rồi? Ôi. Mình nghĩ là mình nên thoát khỏi chỗ này. Không thôi nó phá. Làm cái gì vậy? What the? Rồi anh em ơi, kết thúc video tại đây thôi. Mình phải chạy thật lẹ các bạn. Thôi nói chung về video của mình cũng ở đây rồi. Tạm biệt các bạn nha. Cho anh vậy là đủ rồi. Thôi tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.